Bạn tin được không? Nam tử ở trước mắt thôi. Sinh viện đấu la trở thành thiên đạo thế giới đấu la. Vốn tưởng rằng có thể trải nghiệm ôm ấp trái phải, cuộc sống đầy màu sắc và nhiều thú vui. Ai có thể nghĩ rằng thế giới đấu la sắp bị hủy diệt? May mà thức tỉnh hệ thống thôn phệ, có thể xâm chiếm thôn phệ thế giới khác, tăng cường căn nguyên bản thân. Lực lượng này, xem ra hắn đã tìm được phương pháp dung hợp. Phương pháp dung hợp. Tốt nhiều ngày như vậy đến nay, người nên cũng biết đến, bọn họ những người này cùng chúng ta, hệ thống tu luyện là hoàn toàn bất đồng, thậm chí dưới cảnh giới ngang hàng, bọn họ là còn không bằng chúng ta. Vậy thì khí tức vừa rồi là gì? Ta vốn tưởng rằng phương pháp tu luyện khác nhau, thì không cách nào dung hợp, nhưng không ngờ đến Bỉ Đông lại làm được. Làm được chẳng lẽ, hắn đã có thể tu luyện đấu khí rồi? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Gần đây ta luôn bận rộn luyện chế đan dược liên quan đến tu luyện, hầu như tất cả đều để cho hắn dùng. Đây là đấu khí sao? Dựa vào lực lượng của ta bây giờ, hắn là đấu vương. Không tệ không tệ, thiên đạo đại nhân đại giả quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ở đây trong dự liệu mục trần, đấu pha thế giới sớm muộn sẽ cùng thế giới đấu la dung hợp. Đến lúc đó đấu khí cùng hồn lực tất nhiên sẽ hợp hai làm một. Luôn có người mở ra một hệ thống tu luyện mới. Nhưng để cho hắn không nghĩ đến là mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Vì Bỉ Đông người thật không tồi, chỉ mất mấy tháng đã có khả năng đem đấu khí cùng hồn lực dung hợp. Của đúng là người phụ nữ tài năng nhất trong thế giới đấu la. Cảm ơn thiên đạo đại nhân khen. Nếu là không có thiên đạo đại nhân dẫn dắt, ta làm sao có thể có thành tựu ngày hôm nay? Vũ hồn điện cũng chỉ có khả năng là một chức. Ta có một phương pháp này. Phương pháp này hết sức đặc biệt. Công pháp này có thể mang đến cho người sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Nếu như tu luyện tới cuối cùng, có thể thôn phệ vạn vật, dựa vào vạn vật luyện hóa tới bản thân, trở thành sức mạnh của bản thân. Thế nhưng phương pháp này làm trái thiên ý. Nếu như tu luyện, rất có thể làm thiên nộ. Hơi bất cẩn một chút sẽ làm người thịt nát xương tan. Ngươi có nguyện ý? Nguyện ý, nguyện ý. Ta rất nguyện ý. Được xem như là một tu luyện giả, không có ai không có tha thiết ước mơ, suy nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu là chỉ mong muốn an toàn, như thế thì có tư cách gì trở nên mạnh mẽ? Nhớ kỹ phương pháp này đặc biệt, không thể truyền người thứ hai. Còn có, không thể dùng phương pháp này lại thêm chế tạo giết chóc. Thôn thiên pháp thôn thiên, chẳng lẽ đến cuối cùng còn có thể thôn thiên? Thế nào, chẳng lẽ còn muốn đem ta nuốt phải không? Không dám không dám, ngài là... Được rồi, không cần giải thích. Ngươi nếu thật với bản lãnh này, ta chờ. Vì sao sức mạnh tín ngưỡng của ta trở nên mỏng manh như vậy? Vậy thì thế giới đấu la như thế nào? Một thế giới đấu la lớn như vậy đi đâu rồi? Tu la thế giới đấu la biết mất. Biết mất tại sao có thể như vậy? Người biết ta là dựa vào tín ngưỡng chi lực thành thần. Thế giới đấu la có không ít tín đồ của ta. Nhưng ngay khi lúc nãy, sức mạnh tín ngưỡng của ta trở nên vô cùng mỏng manh. Ta lúc này mới phát hiện thế giới đấu la biết mất. Như vậy xem ra là có cường giả che đậy tung tích thế giới đấu la. Để bây giờ chúng ta mới phát hiện ra, thực lực không đơn giản. Làm sao bây giờ? Thế giới đấu la và thần giới dựa vào lẫn nhau. Chúng ta không thể để thế giới đấu la thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Yên tâm đi, trước đây ta đã sớm bày ra quân cờ. Ta nên thông qua con cờ này tìm được thế giới đấu la. Ngươi đi liên hệ các vị thần khác, chờ ta tìm được thế giới đấu la, chúng ta đi gặp gỡ một lần vị cường giả thần bí này. Hệ thống đi ra. Túc chủ, ngươi có chuyện gì? Trước đây các người nói ta không thể đối với Tiêu Viêm xuất thủ, nếu không sẽ kinh động đấu phá thiên đạo, đúng không? Là có chuyện như vậy. Vậy nếu như ta lôi kéo Tiêu Viêm làm việc cho ta, liệu có phải giống với việc tiêu diệt Tiêu Viêm không? Con mẹ nó, ngươi nói cũng không có sai. Vậy thì dễ làm, giết Tiêu Viêm sẽ bị thiên đạo đấu phá ngăn cản, nhưng lôi kéo hắn sẽ không phiền phức như vậy. Vốn muốn ngươi có thể an phận đàng hoàng mà nói nên tha cho ngươi một mạng. Đường Tam, ngươi cái này đồ phản bội thật đúng là không an phận, xem ra cũng là lý do đáng chết. Vì để thôn phệ đấu phá thế giới, hệ thống lại ban cho Đường Tam cái chết. Nhiệm vụ mời chào Tiêu Viêm và Medusa. Phim, kiểm tra thấy túc chủ thôn phệ đấu phá thế giới tiến độ đã đạt 20%. Nhiệm vụ hệ thống đã mở. Giết Đường Tam thôn phệ tiến độ tăng lên 5%. Lôi kéo Medusa tiến độ tăng lên 10%. Lôi kéo Tiêu Viêm làm việc cho ta, tiến độ thôn phệ tăng lên 30%. Hệ thống lôi kéo Tiêu Viêm tốt đẹp mi ta biết, là vì tốt hơn thôn phệ đấu phá thế giới. Thế nhưng giết Đường Tam cùng cái này có quan hệ gì? Túc chủ Đường Tam là thiên mệnh chi tử thế giới đấu la, đấu la khí vận chiếm hơn nửa. Nói một cách khác, Đường Tam có thể được coi là con trai của thiên đạo. Cầu hệ thống, ngươi đừng nói mò, ta không bao giờ có con trai như vậy. Đường Tam trưởng thành sẽ từ từ tiêu hao khí vận và căn nguyên của đấu la. Chẳng lẽ người nghĩ tại sao hắn luôn ra ngoài dự đoán tương lai? Nhiều lần gặp sự hóa lành, giết Đường Tam là vì để cho căn nguyên trở về trên người túc chủ. Vậy tại sao giết Đường Tam chỉ tăng lên 5%? Nếu Tiêu Viêm không sánh bằng, tại sao ngay cả Medusa lại tăng nhiều hơn hắn? Medusa trong tình tiết đấu phá có địa vị vô cùng quan trọng, cho nên tăng lên tương đối nhiều. Vậy những người khác ta cũng có thể. Túc chủ không nên gấp gáp, bổn hệ thống sẽ kéo dài phát hành nhiệm vụ, trợ giúp túc chủ thôn phệ đấu phá thế giới. Vậy là được, nhưng hoàn thành nhiệm vụ nào trước đây? Đường Tam có thể gác lại trước. Thân ta là đấu la thiên đạo, tùy thời có thể giết hắn. Tiêu Viêm Medusa mà nói trái lại có chút phiền toái.
Nữ vương đại nhân, người rốt cục đã trở về. Xa nhân tộc thế nào? Hồi bẩm nữ vương đại nhân, xa nhân tộc rất tốt. Chỉ có điều thánh thành bên kia chuyển đến tin tức, nói có một cường giả nhân tộc ở đây thánh thành nói muốn gặp ngươi. Nhân tộc cường giả gặp ta, về trước thánh thành nào. Mày là ai? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tuy rằng ngươi không nhận ra ta, ta lại biết ngươi. Hơn nữa hiểu rõ về ngươi 10 phần. Quên tự giới thiệu mình, ta là mộ thần. Mộ thần không nhận ra. Ta khuyên ngươi mau mau rời đi, ở đây không chào đón nhân loại. Không nhiều lời, ta biết trong cơ thể ngươi có một linh hồn khác, là thất thải thôn thiên mãng. Ta không có ác ý với ngươi, ta là mang theo hảo ý tới. Hảo ý? Khi thấy ai mang theo hảo ý mà dám xông thẳng vào tầm cung của người khác, đây là lỗi của ta. Ta hướng về phía ngươi ông dựa vào. Ta không biết đây là tầm cung của ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn trở thành cường giả siêu cấp thống trị thế giới không? Người này đầu óc có bệnh sao? Loại vấn đề này cũng hỏi. Ai mà không muốn trở thành cường giả siêu cấp vô địch thiên hạ? Nếu ta nói là muốn, ngươi có năng lực làm được sao? Đương nhiên là có cùng ta liên minh. Cho cười ngươi biết thế giới này trông như thế nào không? Ngươi trông chỉ mới ngoài 20 tuổi. Cho dù ngươi đến từ một thế lực lớn siêu cấp nào đó, ngươi cũng không thể tự mình thống trị thiên hạ. Còn dám phát ngôn bừa bãi nói trợ giúp ta. Ngươi không tin, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu sao? Nói thật với ngươi, đoạn thời gian trước còn hơn 10 vị đấu hoàng truy sát ta. Và đó chưa phải là toàn bộ sức mạnh của họ. Gia Mã Đế Quốc từng hùng mạnh này đã chia 5 x 7, chính là kiệt tác của bọn hắn. Ngươi nói Gia Mã Đế Quốc, đó là ta để cho bọn họ diệt đấy. Là ngươi để cho bọn họ diệt sao? Nói như vậy, lúc đầu truy sát Tiêu Viêm cũng là mệnh lệnh của ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ đối với Tiêu Viêm cũng không có cảm tình sâu đậm như vậy nào. Dựa theo tình tiết phát triển ban đầu, thời khắc này mà Medusa cùng Tiêu Viêm chỉ là hợp tác lợi dụng lẫn nhau, còn chưa tới Già Nam Học Viện, vẫn là tâm viêm sự kiện sau đó cái loại này tương nhu dĩ mặt quan hệ. Mà nói câu nói, bây giờ Medusa thật đúng là không nhất định lọt nổi vào mắt xanh Tiêu Viêm. Ngươi vừa rồi nói, ngươi có cách giúp ta giải quyết linh hồn khác trong cơ thể ta. Đương nhiên điều này còn phụ thuộc vào ngươi. Ta lại có chút không rõ, ngươi cùng ta liên minh là vì cái gì? Vì thiên. Quả nhiên hắn chính là người đứng sau những cường giả đó. Lúc trước những người đó đã từng nói được thiên mệnh ủy thác, ta đáp ứng cùng ngươi liên minh, không biết ngươi giúp ta thế nào. Đây là thôn thiên quyết, có thể giúp ngươi thôn phệ linh hồn qua thất thải thôn thiên mãng. Thôn thiên quyết này của nhân tình diệu, cắn nuốt linh hồn thất thải thôn thiên mãng, vậy mà để cho ta đột phá đến đấu tông. Thôn thiên quyết, thôn thiên, có thể thôn phệ vạn vật. Đây chẳng phải là nói ta ngay cả dị hỏa cũng có thể cắn nuốt. Đinh, chúc mừng túc chủ lôi kéo Medusa, phần thưởng tiến độ thôn phệ tăng lên 10%. Tiêu Viêm hơi khó xử lý, cũng chính là có thể trước tiên giải quyết một cái đường tam. Cái tên đồ dám liên lạc với thần giới để đâm nén ta sau lưng. Truyền thừa của Tu La Thần Vương, cường giả các thần vương, ta, đường tam, của nhiên xứng đáng. Do đó ta xem ai còn dám xem thường ta. Sau này, khi gặp thần vương đường tam, đều phải cúi đầu trước ta mà làm người. Cái gì cơ? Nhận được tôi nay thứ, ngay cả bản thiên đạo cũng phải cúi đầu làm người sao?